Rồi em chào anh chị cô chú nha. Hôm nay em sẽ tháo cái bộ bát giác 60 tư linh này cho anh chị coi ha. Thì đầu tiên là tháo cái chân nó trước đi, để xíu nó để lên luôn cho nó đẹp. Tháo hết mảnh ngoài ra rồi mới lấy được lòng trong nha Kỳ. Cái này mấy cái chân chậu bát giác 60 nè, bát giác 1 mét nè. Thì mấy anh chị phải lấy hết cái mảnh ngoài của nó ra. Chỉ có bát giác 60, chân bát giác 1 mét á là phải bắt buộc phải lấy hết mảnh ngoài nó ra mới lấy được cái lòng trong nha mấy anh chị. Chứ cái lòng trong của nó, cái chân mảnh ngoài nó bóp vô nên là cái lòng trong lấy không được đâu, phải tháo hết tất cả mảnh ngoài luôn mới lấy được. Còn cái 75 thì nó dễ, 75 thì mình cũng nên tháo hết mảnh ngoài rồi mình lấy, nó có cái khe mình lấy dao mình nạy thôi. Giờ tháo cái chân bát giác 60 trước. Có mấy anh hay hỏi em là cái bát giác 60 có để lên chân lục giác 60 được không, thì trả lời luôn là không nha mấy anh. Thì bát giác nó là 8 cạnh, còn cái lục giác nó là có 6 cạnh thôi, mình đâu có để cái 8 cạnh lên 6 cạnh được, nó khác nhau hoàn toàn mà. Còn có anh hỏi thêm là cái bát giác 60 Việt Nam có để lên chân của bát giác 60 Trung Quốc được không, thì em cũng chưa biết nữa, tại em mới đổ chưa tháo luôn mà. Để em tháo thôi, em để thử coi được không, bữa nay em sơn thôi, em để thử coi được không, em báo cho mấy anh biết. Đó là cái chân của cái chậu đó, xíu nó bắn vòng trong nó lên luôn, độ 2 ngày rồi. Lấy một mảnh ra trước. Đúng rồi, đúng rồi. Nãy không kiếm cái bao cát á, Kỳ cơi cao lên dễ lấy hơn. Rồi đó. Rồi nó rớt ra bên kia kìa. Không sao đâu, chân cẩn thận, có chân gãy chân thôi, gõ bên hông qua. Đứng lên, đứng lên. Đúng rồi, gõ bên hông lên ra. Đó. Lén không? Rồi cũng lén á. Cũng lén á. Phi đổ hả? Kỳ còi. Rồi lấy hết cái đó ra, lấy cái chân. Hết mảnh ngoài chưa? Lấy hết mảnh ngoài ra mới lấy cái chân ra được, lấy cái lòng trong ra được. Không, cứ gõ bên hông á, cứ gõ bên hông á. Kiếm gì nặng nặng hơn gõ nó mới dễ. Nhẹ quá gõ đâu ra. Đó. Gõ mạnh lên. Ừ. Rồi bây giờ lấy cái búa, búa cao su, gõ nhẹ nhẹ đều 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 nhẹ thôi nha, coi chừng gãy chân á. Gõ lên nó kì, mày gõ cho nó hướng lên đó, hiểu không? Gõ vậy đó. Gõ đều đi đã, đều hết luôn. Đúng rồi. Này đều lên mấy anh. Bữa không có làm cái lỗ mấy anh nên hơi khó lấy. Giờ phải nạy. Làm cái lỗ mình đục cái lỗ nó văng ra. Chân bát giác lúc nào nó cũng khó lấy hơn lục giác á. Đều góc chứ đừng có ép, đừng ép. Đều một góc ở cho nó lên từ từ thôi. Lên đều hết cái tự lên à. Đó lên rồi đó. Đó lên rồi đó, cứ đều lên thôi. Dễ không à. Mình có cái lỗ mình lật ngược lại mình đục cái lỗ nó văng nè. Đó lên rồi mà. Lần này được không hay đau phụ không? Nặng không? Đừng gãy chân á. Rồi để ngoài luôn, để ngoài kia luôn. Rồi để đó luôn, ok. Với mấy anh tháo cái chậu đầu tiên mình lấy cái đáy trước. Quên, lấy lòng trong chưa? Chưa. Lấy đáy đi, lấy lòng trong. Chưa lấy lòng trong nữa tháo gì trời. Lấy đáy trước không được nữa. Tôi quên, tôi tưởng tháo lòng trong như mọi lần rồi. Rồi lấy đáy trước đi. Mấy anh phải tháo lòng trong trước nha. Rồi tới cái công đoạn tiếp theo là lấy cái đáy. Giờ lấy cái bao cát đi kìa. Lấy sẵn bao cát, lấy bao cát đứng lên kìa. Lấy bao cát đứng lên đặt dưới đó, xong mình khinh cái chậu mình bỏ lên luôn á. Nghiêng cái chậu xuống cho nó lên, mình dễ tháo cái tấm ngoài cho nó đỡ gãy hoa văn. Cái bao cát đứng á, cho nó đứng lên chứ đừng cho nằm nằm khó lấy á. Cho nó đứng lên. Do nó đứng lên cho nó lọt vô trong cái lòng tròn giữa đó. Thấy không? Thấy cái giữa đó. Xịt vô xíu. Xịt vô xíu nữa đi. Rồi, xịt vô xíu nữa đi. Rồi nghiêng xuống cái là xong luôn rồi đó. Đó, một người làm được mà dễ dàng. Rồi giờ tháo hết cái này xong rồi khoan cái lỗ kế bên, cái lỗ giữa nha Kỳ. Khoan đây nè.
Đây nè, xong rồi chế nước đều hết đi. Bắn nhẹ nhẹ, nhẹ thôi nha. Bắn nhấp nhấp nhẹ 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 cho nó nhồi nước vô. Cái này khô mà, cái này 2 ngày nha mà. Lòng trong là ghép đó. Lòng trong ghép hàng Việt Nam bắt ốc á. Để 2 ngày bắn được không sao hết. Có nhiều anh hỏi em mấy hơi bao nhiêu ký là bắn được. Mấy hơi nào cứ bơm đầy 8 ký, 7 ký là được. Mấy hơi của em nhỏ xíu mà, nhỏ nhất luôn á. Cái bình nó có 8 lít à. Mà bắn nó còn lên mà. Rồi mấy anh không quan trọng mấy hơi bao nhiêu ký đó, mấy hơi nào nó bơm đầy nó cũng là tầm 7-8 ký đó. Nên là mấy anh cứ hỏi ra cửa hàng mua mấy hơi nào bình bền thì xài. Khoan á, lấy cái mũi khoan, khoan đi. Để khô mình chế nước đều đều vô xíu nha, cho nó rút nước xuống nó dễ lên. Nghiêng quá nó tràn ra ngoài hết kìa. Chế vô cái lỗ dưới luôn, chế vô lỗ đó luôn. Chế vô lỗ luôn rồi bắn, lấy hơi bắn nhẹ nhẹ nhấp lên. Mấy anh đừng có bắn mạnh phát ụt lên nha, nhiều khi chậu chưa khô á, một ngày sau nó còn ẩm ẩm nó nứt luôn á, bắn không đều tay á, nó lên không đều là nó dễ nứt chậu á, nứt cạnh á. Nhấp nhấp thôi cho nước nó vô, hiểu không? Nhấp mồi cho nước nó vô cái đáy á, sau xíu lấy bịch ni lông quấn lại. Bắn lên rồi không? Rồi bắn lên là lấy lên luôn đi. Thì cái này em làm nhiều clip lắm rồi, anh cứ coi lại mấy clip cũ á, bắn lên dễ lắm. Trông rổ ghê trời. Giờ mình tháo mảnh ngoài xong mình làm miệng, mình quét hồ dầu một lượt luôn á. Để cho nó cân lại đó kìa. Để cho nó cân chậu lại đó. Đó, để cho nó cân lại dễ lấy. Lấy thì mình gõ nhẹ nhẹ vuông góc ra nha mấy anh, cho nó đỡ mẻ hoa văn. Cái thứ linh nó hoa văn nó hơi nhuyễn nên nó cũng khó lấy, nó dễ bị mẻ. Nên lấy để lâu lâu xíu và cẩn thận xíu. Rồi lấy tấm nó ra đã. Nhẹ thôi, gõ ở trên ra. Không phải. Trên miệng á. Đó, nhẹ thôi, lấy cái vuông ra luôn. Ừ. Ôi róc khuôn mà, khuôn này róc không sao hết. Đúng không? Con rồng nó nhuyễn vưng luôn mà nó không mẻ. Khuôn này nó cũng tương đối róc rồi. Bên công ty sản xuất họ cũng chỉnh rồi mấy anh, cũng chỉnh cho nó róc khuôn hơn rồi. Con rồng cái 79 dễ mẻ lắm, mà cái này cũng ngon rồi, không bị mẻ. Ừ, đó. Rồi lấy thẳng nó luôn, lấy vuông góc luôn. Ừ. Phượng nó có mẻ không? Không hả, ngon rồi đó. Khuôn này ngon rồi. Khuôn này hoa văn không mẻ nha, ngon. Con rồng với con phượng là nó dễ mẻ nhất thôi, còn con lân với con quy, con rùa là khó lắm. Nên hai con này không mẻ thì khuôn này cũng đã cải tiến rồi, cũng ngon hơn rồi. Đó, bác nhé 60. Con này không bắt ốc sắt mà nó cũng tương đối là ít ba vi nha mấy anh chị. Không có bắt ốc sắt á. Cái cạnh nó cũng tương đối đẹp. Khuôn này khá khít. Tính bên nhà sản xuất họ làm khuôn này cũng khá là khít, đẹp. Không mẻ đúng không? Con rồng với con phượng không mẻ thì mấy con này nó dễ hơn. Rồi để em đi làm cái miệng sơ lại nha. Con phượng cẩn thận nha. Nó không kì. Rồi ra rồi đó. Đó, đừng có giật. Dưới chân ờ đó. Rồi ngon lành, không dính miếng nào. Cái này cẩn thận nha, coi chừng rớt 2-8 lú á. Không sao đâu, con lân không sao đâu, con quy giờ nó còn có mấy cái may nó dễ bị ấy. Còn con kỳ lân thì nó cũng chân tuột quá. Hỏi mở đó tự rớt. Cứ lấy từng tấm thôi. Đó, lấy ra đi. Rồi. Ngon lành. Rồi, lấy ra. Ok. Rồi, ngon lành, ok, ok. Rồi, để em đi làm miệng sơ xong kinh lên đô cho mấy anh coi. Sau khi để lên chân rồi nè mấy anh. Đó.
Thì cái chậu Việt Nam thì mấy cái chậu sau này đa số là cái miệng nó khá là bằng, nó khá là bằng, nó chỉ có cái chỉ tròn vậy thôi. Đó, nó khá là bằng miệng. Hoa văn thì cũng như cái 79 khá sắc nét. Sắc nét ha mấy anh ha, chân quỳ đều cũng đẹp. Đó. Long lân nguy phụng, tứ linh. Đây con lân nè mấy anh. Rồng nha mấy anh, đó, con long đó. Hoa văn con rồng nó nhuyễn đó, mà tháo không không mẻ. Cái cạnh cũng ít ba vía, nói chung là khuôn này tương đối ngon. Đẹp. Đó, vậy quét hầu dầu vô thôi, quét ở trong cho nó láng lại. Thôi quét miệng gì được rồi kìa, quét coi chừng xấu khô rồi mà quét nhiều lần nó sọc cũng xấu á, nó nhăn rồi đó. Rồi ok mấy anh ơi, thì hôm nay em tháo cái chậu bát giác 60, bát giác 60 luôn chân kỹ cho mấy anh coi này, đó hoa văn đồ đầy đủ hết rồi, quy trình tháo sao thì em có quay đầy ra chi tiết hết rồi đó. Thì mấy anh nào có cần mua khuôn hoặc là mua sơn thì vui lòng liên hệ hai số điện thoại trong màn hình cho em. Đó, thì bữa nào nó khô ha, nó khô thì em sẽ cùng quay sơn chi tiết cho mấy anh coi. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video tháo khuôn bát giác 60 này của em nha.